Sau kết thúc của Đấu La Đại Lục phần 1, thì nhà sản xuất đã sẵn sàng tung ra phần thứ 2 với tiêu đề là Tuyệt Thế Đường Môn. Sau khi Đường Tam phi thăng lên thần giới thì nhân gian đã xuất hiện một thiên tài khác. Cậu ta ngồi trong căn nhà tồi tàn tu luyện, đột phá tạo ra một luồng ánh sáng chiếu thẳng lên trời cao. Động tĩnh này lập tức khiến Đường Tam chú ý tới. Hắn biết nhân gian đã xuất hiện một ngôi sao mới mọc lên. Như vậy Đấu La Đại Lục sẽ nghênh đón tình thế hỗn loạn hoàn toàn mới. Tiểu Vũ cũng ở cùng một chỗ với Đường Tam. Dựa theo lời của hắn thì thời gian tại thần giới hoàn toàn khác biệt với nhân gian, mới chỉ sống ở trên đây hai mấy năm thôi, mà ở hạ giới đã trải qua vạn năm rồi. Thời gian dài như vậy, đường môn cũng đã lụi tàn. 4.000 năm trước, đã xảy ra một trận vài trạm lục địa lớn khiến cho diện tích của Đấu La Đại Lục tăng lên gấp đôi, đồng thời mang tới rất nhiều biến số. Sau khi Đường Tam trở về thần giới thì đã không thể can thiệp vào việc tại nhân gian nữa. Điều mà hắn có thể làm chỉ là làm khán giả quan sát, chứng kiến mọi thứ xảy ra. 4.000 năm trước, do biến đổi địa chất nên Nhật Nguyệt Đại Lục đã va chạm với Đấu La Đại Lục. Nhật Nguyệt Đế Quốc của Nhật Nguyệt Đại Lục nhanh chóng xảy ra chiến tranh với các quốc gia trên Đấu La Đại Lục. Liên quân Đấu La trang bị ám khí đường môn lại bị đánh cho tàn rã. Một vạn năm trước, chỉ có hai đại đế quốc là Thiên Đấu và Tinh La. Vậy nhưng hiện nay toàn thế giới đã phân hóa thành 4 đế quốc, phân tranh không ngừng. Đường Tam cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đường môn mình gây dựng lụi tàn theo năm tháng. Theo ý nghĩa nào đó thì đường môn tàn lụi cũng là vì tiến độ của thời đại và vị diện, mà ngôi sao mới nổi gần đây lại có liên quan tới đường môn. Dù hắn đã thử thăm dò vận mệnh cậu ta, vậy nhưng lại chỉ thấy toàn sương mù. Cô gái này tên là Đường Vũ Đồng, con gái của Đường Tam và Tiểu Vũ. Ngôi sao trẻ mới nổi trong lời của Đường Tam tên là Đời Vũ Hậu. Ngày hôm nay, Đời Vũ Hậu quyết định rời khỏi hoàng cung, vĩnh viễn rời khỏi nơi dơ bẩn này, đồng thời đổi họ của mình thành Hoắc Vũ Hậu. Hành động này khiến hai tên lính cũng bất ngờ, bọn họ định giữ người lại, vậy nhưng bị Hoắc Vũ Hậu đánh bất tỉnh. Đến khi tỉnh táo lại thì đã không thấy người đầu nữa. Người đàn ông này chính là phụ thân của cậu ta, vậy nhưng ông ta lại không biết đến sự tồn tại của cậu. Sự tồn tại của cậu đối với phu nhân công tước là nghiệt chủng, cho nên từ nhỏ cậu đã cùng với mẫu thân Hoắc Vân Nhi bị đuổi tới kho củi, sống một cuộc sống khổ cực. Không lâu sau thì Hoắc Vân Nhi đã đổ bệnh, nằm trên giường bệnh không có ai tới hỏi thăm, duy nhất chỉ có người con trai bên cạnh. Nàng ta đưa cho cậu một cây chùy thủ gọi là Dao Bạch Hổ. Sau cái chết của mẫu thân, Hoắc Vũ Hậu thề sẽ cố gắng sống tiếp, trở thành một hồn sư ưu tú nhằm đòi lại công bằng cho mẫu thân. Sau khi rời khỏi phu công tước, Hoắc Vũ Hậu liền quốc bộ một mạch 6 ngày 6 đêm để đi tới Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, chỗ ở của nhiều hồn thú nhất. Mục đích chính là săn giết hồn thú thu hoạch hồn hoàn, từ đó đột phá bình cảnh. Hồn lực của cậu đã đạt tới cấp 10, chỉ cần một cái hồn hoàn là có thể từ hồn sĩ đột phá đến hồn sư. Đi 6 ngày 6 đêm cũng gần đến nơi, đúng lúc nước trong bình cạn kiệt thì trước mặt lại có một con suối, thế là cậu nhanh chân chạy tới uống nước, tiện thể săn bắt vài con cá. Với nhãn lực của mình, cậu chỉ cần vung một mũi lao đã bắt được hai con cá, thế là có mồi để ăn. Vậy nhưng thịt vừa mới chín thì một cô gái đã xuất hiện, nàng ngỏ ý muốn mua con cá đang nướng, đồng thời hỏi cậu làm bằng cách nào được thơm như vậy. Hoắc Vũ Hậu mời nàng ta. Ngay lúc này, một thanh niên là Bối Bối đi tới, bộ dạng ôn nhu tốt bụng. Theo lời của hắn thì Vũ Đồng đã đổi tên thành Đường Nhã. Sau khi ăn uống no nê, Hoắc Vũ Hậu cũng cầm lấy hành lý rồi chào tạm biệt. Bối Bối nghe vậy liền lo lắng hỏi thăm cậu muốn đi đâu, bởi vì nơi này hoang dã vắng vẻ, còn cách Tinh Đấu Đại Xâm Lâm không xa, dễ gặp phải hung thú nên đi lại một mình khá là nguy hiểm. Hoắc Vũ Hậu không trả lời. Vậy nhưng, nhìn theo phương hướng thì hai người cũng đoán được cậu đang muốn tiến tới Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Hồn lực của cậu rất yếu, tùy tiện xông vào đó sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Rất nhanh cậu cũng đi tới nơi, trước mặt là một cánh cổng hoang tàn, cỏ mọc tùm. Bước qua cánh cổng chính là Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Trái ngược với vẻ bò hoang bên ngoài thì bên trong lại tràn đầy sức sống, thảm thực vật tươi tốt, đầu đầu cũng có hồn thú sinh sống. Hoắc Vũ Hậu cứ như vậy tiến vào bên trong và tò mò nhìn ngắm khắp nơi. Vậy nhưng điều cậu không chú ý tới là càng vào sâu thì hồn thú càng mạnh. Thế là nhanh chóng bị rơi vào tầm ngắm của hồn thú. Một con hồn thú có bộ móng vuốt sắc nhọn lao tới tấn công bất ngờ. Tốc độ của nó vô cùng nhanh nhẹn, Hoắc Vũ Hậu chật vật tránh né. Nó phẫn nộ ngừng tụ lực lượng để tấn công. Hoắc Vũ Hậu vội rút dao ngăn cản, vậy nhưng uy lực công kích lại quá mạnh, cậu nhanh chóng bị nó bắt được. Cũng may Hoắc Vũ Hậu kịp thời phản ứng, sử dụng dao đâm vào tay hồn thú khiến nó phải buông tay. Nó phẫn nộ truy đuổi. Hoắc Vũ Hậu liều mình ngạ ngách, thành công dùng một đao giết địch, vậy nhưng thân thể cũng bị thương. Hồn thú chết, hồn hoàn hiện ra ngoài, vậy nhưng cậu giờ đây đã kiệt sức rồi, không còn sức để hấp thụ nữa.
hồn hoàn tỏa ra luồng khí lạnh lẽo đóng băng xung quanh, cơ thể cậu nhanh chóng bị biến thành một cục thịt đông lạnh. Hóa ra con tầm vừa xuất hiện chính là Thiên Mộng Băng Tầm. Cậu sở hữu thuộc tính tinh thần, vậy nhưng cơ thể lại quá yếu, dù sao cũng là vật chủ tốt. Vậy nhưng đúng lúc này lại đột nhiên xuất hiện một luồng lực lượng ngăn cản, dường như nguồn lực lượng thần bí kia đến từ bên trong cơ thể của Hoắc Vũ Hạo. Cũng may là không có xung đột tinh thần. Việc cấp bách của hắn là mau chóng dung hợp với cậu. Cậu tỉnh dậy trong biển tinh thần của mình, sau này cũng là nhà của Thiên Mộng Băng Tầm. Vậy nhưng thế giới tinh thần là gì? Thiên Mộng Băng Tầm giải thích, con mắt của cậu chính là linh màu vũ hồn. Nếu muốn để nó phát huy uy lực thì cần chuyển hóa hồn lực thành tinh thần, lại phóng thích thông qua linh màu mà nơi chứa đựng tinh thần lực chính là biển tinh thần của cậu. Thiên Mộng Băng Tầm còn tự khoe mình là hồn thú 10 vạn năm cực hiếm của Đấu La Đại Lục, cũng là hồn hoàn trí tuệ đệ nhất từ trước tới nay. Xem như là hời cho Hoắc Vũ Hạo, vốn dĩ giới hạn tuổi của hồn hoàn đầu tiên không thể vượt qua 400 năm. Vậy nhưng tiền kia cũng hết cách rồi, nếu không tìm được vật chủ để nương tựa thì chết chắc. Trước mắt cậu có một đồ án hình con mắt. Nó là 10 tầng phong ấn do Thiên Mộng Băng Tầm bố trí, cũng là hồn hoàn đầu tiên mà hắn cho cậu. Bây giờ tu vi hồn hoàn chỉ 400 năm, sau này đột phá lên cấp cao thì tu vi sẽ tăng lên. Uy năng của hồn hoàn cũng có thể thay đổi theo tình trạng thân thể, mà còn tặng cho cậu tận 4 cái hồn kỹ. Hắn không có hồn cốt nên chỉ có thể ban tặng cho cậu một cái vũ hồn. Muốn mạnh lên chỉ có thể đi từng bước, dựa vào chăm chỉ và cố gắng của bản thân mới có được thành công thực sự. Ý thức Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng được đưa ra ngoài. Bên ngoài Đường Nhã và Bối Bối đã ở bên cạnh. Sau khi kiểm tra biết tình trạng của cậu vẫn bình thường, thậm chí còn đang đột phá, cần chút thời gian thích ứng hồn lực nên nàng ta cũng yên tâm. Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng tỉnh lại. Đường Nhã chỉ có 2 cái hồn hoàn, vậy nhưng Bối Bối thì đã có tới 3. Lúc này đột nhiên có một con Manda La Sa ngàn năm xuất hiện. Nàng ta thấy vậy liền vui mừng vì bản thân chính là đang cần vũ hồn của nó. Điều không ngờ là nàng ta cũng thừa hưởng vũ hồn làm ngân thảo của Đường Tam. Con Manda La Sa nhanh chóng tấn công. Bối Bối chủ động công kích, với những tốc độ hồn thú lệ quá nhanh, nó vòng qua đằng sau tấn công 2 người. Thế là nàng ta đành phải dẫn theo Hoắc Vũ Hạo bỏ chạy. Cũng may là Bối Bối kịp thời đến hỗ trợ. Hắn là hồn sư hệ cường công, vũ hồn Lam Điện Bá Vương Long. Hoắc Vũ Hạo cũng muốn trợ giúp. Cậu sử dụng tinh thần lực để cộng hưởng với 2 người bọn họ, từ đó giúp họ cảm ứng được mọi vật một cách dễ dàng. Ngay cả con muỗi bay qua cũng đều nhìn rõ. Cảnh vật xung quanh 30 mét đều sẽ lập tức phản ứng vào đại não. Có loại tinh thần phụ trợ này, hắn ta liền đoán trước được đường đi nước bước của hồn thú. Sau đó tung ra công kích tấn công đáp trả. Sau khi tung sấm sét làm tê liệt Mạn Đà La Sa, Đường Nhã liền xuất vũ khí chém vào đầu nó, như vậy là thành công tiêu diệt hồn thú. Việc kế tiếp là ngồi xuống hấp thu hồn hoàn mà thôi. Hoắc Vũ Hạo từng được mẫu thân kể về câu chuyện của Đường Tam, cho nên sau khi nhìn thấy làm ngân thảo của Đường Nhã, liền nhớ tới cái tên Đường Tam. Làm ngân thảo của nàng ta tuy rằng thiên phú không tồi, nhưng so với làm ngân hoàng của Đường Tam vẫn là thua kém không ít. Càng bất ngờ là địa vị của nàng chính là môn chủ của Đường Môn. Bởi vì bà nãy tiêu hao quá nhiều tinh thần lực nên cậu cũng hoa mắt chóng mặt, hắn ta phải hỗ trợ điều tức. Đến tối, quá trình hấp thu hồn hoàn của Đường Nhã cũng thành công, còn Hoắc Vũ Hạo thì sáng mới tỉnh lại. Nàng ta muốn mời cậu gia nhập vào Đường Môn, ngay cả công pháp Huyền Thiên Bảo Lục của Đường Tam cũng được truyền thụ lại cho Đường Môn. Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng đồng ý, bản thân vốn đã không có nơi để đi nữa rồi, gặp được 2 người còn được bọn họ mời tới Đường Môn thì chính là may mắn của cậu. Họ cùng nhau đến bờ suối bắt cá, Hoắc Vũ Hạo lần nữa cho tài nướng cá 12 người ăn uống. Sau vài ngày di chuyển vượt qua nhiều khó khăn thì 3 người cũng rời khỏi khu rừng. Họ cùng nhau bắt một chuyến xe quay về, chẳng mấy chốc đã tới địa phận Sử Lè Khắc Thành. Tòa nhà hùng vĩ nằm giữa trung tâm chính là đệ nhất học viện Sử Lè Khắc. Có thể tiến vào trong Sử Lè Khắc học viện đều là tinh anh trong tinh anh. Đây mới chính là cái nôi trong cường giả. Hoắc Vũ Hạo vô cùng hào hứng. Xem tới đây thì tập phim đã hết rồi. Hành trình vượt khó đi lên của Hoắc Vũ Hạo sẽ như thế nào? Các bạn hãy đón xem nhé! Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!